con cháu thì ngồi ăn rất là ngon lành. Con vui nó bự quá trời. Tính ra con vui nó bự con hơn khè luôn. Thấy không? Ăn uống no say phè phẩm. Còn ông ngoại cái thúi thì ngồi dầm miệng. Chuyện này nó cứ xảy ra thường ngày như ăn cơm bữa. Ngồi nó dòm hoài cho tới khi nào không còn tiếng kêu lụp cụp, không còn tiếng nhai hạt nữa thì nó mới lớp lại. Hay là nó canh nha, nó canh coi tụi này ăn, ví dụ mà gần hết hạt á thì nó sẽ chạy lại nó ăn. Nó cũng khôn lắm á. Nhiều khi ngồi nhìn tụi nó quá rồi cái lại không còn gì để ăn. Nó đã vừa ngồi mà vừa để ý nha bà con đó. Ngồi dựa chút xíu rồi đi lại nhìn có còn nhiều không. Còn nhiều thì thôi, mà nếu còn ít tới thì phải chui vô mà tắt. Còn nhiều mà. Trời ơi, cái này là bao la. Nó đại ca đã ăn ngập mồm rồi. Vô đi khác. Ngại ngùng á. Trời ơi. Cái gì nó cũng điếm thúi lắm á. Nhờn thì nhờn, mà lâu lâu đi qua đi lại coi coi đồ ăn còn ít hay nhiều. Cái này mày đợi tới tối luôn cũng được. Hôm nay tụi nó bỏ đi hết rồi à. Nó vô mà lửa khôn lắm. Kiếm cái dĩa nào nhiều nhất bự nhất ngồi vô ăn. Cái đầu của giả chân cô nương. Nó hói ngộ quá. Tôi nghĩ chắc là con ngậu đánh nó hay sao bà con ơi. Chứ hồi đó giờ con Khế giỡn như nhọn đâu có hói đầu gì đâu. Lông con mọc lại rồi. Cái này là không phải bị nấm đâu. Tất cả là ba con mèo mớp. Khế thúi bự nhất, nhì là con quạo, teo nhất là con nhọn. Trời ơi, mày ăn cái tô kia không đã rồi mày đổi bên kia mày. Con đi à, khế thúi nhai chút xíu là đi liền chứ chờ. Không có ăn nhiều đâu. Nhảy đây làm gì? Nhảy đây làm cái gì? Hôm qua tới giờ lưu bu cái vụ mà coi con miêu rồi coi con nào dẻ. Cái đó bên kênh cái thúi đâu có ra video dài đâu. Mỗi khi mọi người mà thấy tôi ra video ngắn thường xuyên là biết tôi bận. Bận mới không ra video dài. Còn video ngắn thì bao la. Một ngày muốn bao nhiêu video ngắn cũng được. 10 video ngắn vẫn bình thường. Rồi video ngắn là muốn có bao nhiêu clip cũng được hết. Đi vô coi con mèo sao nha. Chị mèo này chỉ hơi nhát. Nó ngủ từ cái lúc ăn cơm rồi. Là hồi à, cái chừng 4 giờ chiều. Cái chị mèo như thế nào? Ủa? Chưa cửa hả? Chưa cho mày ra được. Có cái bụng có gì không? Sao mèo? Không có ra. Trời ơi, có bữa nay nói chuyện với tôi nhiều rồi bà con ơi. Ở trong đó đi. Khế thúi, ủa? Nhọn dòm con miêu. Vậy. Ôi, lần đầu tiên nó chịu nhìn vô camera mà nói chuyện đó nha. Sao miêu? Cái tiếng kêu con miêu nó nghe giống như là kêu sao sao. Cái kêu cọc lóc à. Thôi ở trong đó đi. Mọi người biết sao tôi dặn đèn trong phòng con miêu à. Dặn để có gì mình coi camera, có cái máu chảy hay có gì không mình biết. Sao con? Ít nhất là phải 4 ngày mới cho mày ra ngoài. Mày ra đây, mày phóng chỗ này, phóng chỗ kia. Ở trong này còn sợ rồi, huống chi ra ngoài. Sao? Mày lấy ba tê cho mày ăn nha. Liếm cái bụng kìa. Mèo. Có bụng sao tay? Đeo vòng cổ không được, không biết sao vậy ta. Mọi người nuôi mèo của con, có con nào giống con mèo gì không? Cái vòng cổ mà để ngay cái đầu của nó mà nó nghe cái tiếng gẹt một cái là nó kiểu như nó muốn đăng xuất luôn này. Chà. Chắc phải đóng cửa sổ qua. Sợ có mũi vô chích vô cái bụng của nó, cái nó gãi cái bụng là mệt nha. Đi vô đóng cửa sổ lại. Rồi để mình giải quyết.
máu rồi đem đi cũng khó nữa, nhát quá trời. Dành cho cúp điện. Đúng rồi đúng rồi. Không phải gỡ bóng đèn, mà là để trên này nè. Mà cái tủ này là không gầy. Dọn rồi lại có đồ mới, dọn rồi lại có đồ mới. Phải xong cái tủ mới nữa. Thôi mình đi đóng cửa cho miên đen. Bye mọi người nha.